Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Sega Suzuki Sulatu 125/2020 ra mắt với kiểu dáng cổ điển, trang bị vắt cày. Suzuki DeLon vừa giới thiệu một mẫu Sega hoàn toàn mới, thiết kế phong cách đến từ châu Âu. Suzuki Sulatu 2020 dự kiến sẽ có mặt thị trường bắt đầu từ tháng 2 năm 2020. Suzuki DeLon vừa gây bất ngờ với những khách hàng mộ điệu khi giới thiệu một mẫu Sega hoàn toàn mới, phong cách thiết kế mang cái tên Sulatu 125/2020. Chiếc xe mang phong cách thiết kế với những đường nét đậm phong cách đến từ châu Âu. Có thể tìm thấy một vài điểm quen thuộc của cái mẫu xe mới này với những dòng Sega như là Vespa, Lambretta hay là Peugeot. Cái chiếc Sulatu 125 trang bị cho mình cái cụm đèn chính dạng LED 2 tầng với những cái đường viền chrome to bản bao quanh. Suzuki cũng cho biết toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều dùng cái công nghệ bóng LED. Phía dưới yếm xe là cái cụm định vị DLS và cụm đèn bán rẻ. Thiết kế cái đèn định vị hình chữ U tạo một cảm giác mạnh mẽ khi nhìn trực diện. Giữa cái yếm xe được chập nổi và chạy dọc từ trên xuống dưới trông rất giống với những mẫu như xe Vespa. Cái mâm xe của Sulatu 125 có cái đường kính 10 inch với kích thước lớp trước và sau đều 110, đều là 100/90, tương tự các mẫu xe Sega phổ thông khác. Chiếc xe mới này được trang bị phanh đĩa ở bên trước và phanh đùm ở phía sau. Cái cụm đồng hồ trên xe nhìn rất cổ điển với cái phần hiển thị cái dạng cơ truyền thống. Phía dưới là cái màn hình LCD nhỏ hiển thị những thông tin như ô đồ, lượng nhiên liệu v.v. cùng với công tắc trên Sulatu 125/2020 chạy ngang giống như những dòng Vespa, thiết kế cũng rất là cổ điển. Với mục đích hướng tới những khách hàng là người sử dụng xe trong đô thị, phía trước xe được trang bị cái móc che đồ và một cái hốc đựng đồ nhỏ đủ chứa những vật dụng như găng tay, kính mát v.v. Vị trí cái nắp bình xăng của mẫu xe này cũng được đặt ở vị trí phía trước rất là tiện lợi. Cái chiếc Sulatu 125/2020 được Suzuki trang bị hệ thống chìa khóa thông minh smart key. Tại Việt Nam thì Suzuki chỉ trang bị hệ thống chìa khóa thông minh cho cái chiếc là CX-R1/50/2009. Bên hông xe được trang bị những cái khe hướng gió giúp tăng cái cảm giác thể thao hơn. Vị trí chứa đầu chiếc yên cũng tương đối là ngắn nhưng khá sâu, có thể chứa được một cái mũ hiểm là 3/4 đầu và những vật dụng cá nhân khác. Tay vịn phía sau, đèn hậu LED hình chữ U cũng mang một phong cách hoài cổ. Vị trí đèn bó rẻ sau trên Sulatu 105 được làm rất nhỏ và đặt ở vị trí cái đèn hậu. Cái mẫu xe này được trang bị cho mình khóa động cơ 124cc, tương tự như mẫu xe Sega Quiz 105 đang bán ở trường châu Âu. Cấu động cơ này sinh ra một công suất là 9,2 mã lực tại vòng tua là 7.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 10 Nm tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Hiện tại thì Sulatu 125/2010 vẫn chưa được có mức giá bán chính thức tại Suzuki DeLon và Suzuki cũng cho biết sẽ phân phối cái mẫu xe này bắt đầu từ tháng 2 năm 2020 với 5 màu sắc khác nhau. Hiện thì Suzuki vẫn chưa có những kế hoạch mang cái mẫu xe này vào Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này để tiếp nhớ like, subscribe.